Này 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 luôn, rớt vào Kubayashi đang thả diều. Cầu sớm thành công, Pumandu lấy nửa cây máu đến từ rớt. Mạng đầu tiên có dành cho rớt, mạng thứ hai có với cú double kill. Và Blank cùng với Antara chắc chắn lên bảng điểm số rồi. Mạng thứ ba với cú triple kill dành cho rớt. Tham mình cầu sớm với Quadra kill và xin cái pen nào. Xin cái pen cho em rớt. Xin cái pen cho em rớt. Bắn cầu sớm, rồi. Anh Bang, cho em xin cái Penta. Bết lùi phạt đẩy ra một cầu sớm dứt điểm và Penta kill dành cho em Zeus với con dây skin vô địch thế giới 2023 của T1. Và đây sẽ là pha kết liễu ván đấu. Rồi anh em, chào mừng em quay trở lại với Channel Hoàng Sama. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một kèo đấu ARAM rất là thú vị của T1 đối đầu với SKT tại showcase họp báo ra mắt bộ trang phục T1 vô địch thế giới năm 2023. Và nguyên đội của T1 trừ Faker thay thế bằng Roach với Orianna ở trong cái map ARAM này đối đầu với lại full đội hình SKT ở trong giai đoạn trước với Marine, cá sấu, Blank với lại một con rác. Antara sẽ thay thế cho Izihun với Azir, Bang và Pumandu nha anh em nhé, với cặp Jin và Zyra. Chưa gì vào đã tình huống lao vào đến từ Honor rồi và Honor đi luôn. Chiến công đầu dành cho Marine. Nhưng đó là một pha cầu sớm tốt của Zeus để lấy về một mạng hạ gục dành cho T1. T1 đối đầu với SKT rất là hoài niệm đúng không? Nào tiếp tục làm pha cầu tuyết, sau đó là một quy đánh tay và rút lui về với hành trình kỳ diệu của Kyria. Trong cái hoạt ảnh của con của cái bộ trang phục T1 này nó cũng hơi khác một tí so với lại cái trailer nha anh em nhá. Nào, mà tay co giãn không kéo về rồi và rất có được mạng thứ hai ván đấu này. Tiếp tục là Blank bị tấn công, vẫn còn nội tại và rút lui về với pha tốc biến dùng cao su. Kyria nãy giờ rất chăm đào hầm. Rất chăm đào hầm luôn. Những cái sự đặc biệt đến từ các trang bị Bang quên mua đồ à? Và ngày bạc nha. Và ngày bạc không mua đồ nhá. Rồi rồi, bắt đầu có những cái pha mà múa đến từ anh cái trang phục Lee Sin mới này, nó có cái căn chốt 3 thì phải. Xoạc chân rất là trông rất là nghệ nha. Double kill tiếp theo dành cho Zeus rồi. Rồi, này người ta gọi là bắt nạt người già đấy. Cầu tiết lần 2 vào và Zeus có được cú double kill, triple kill. Và đó là Quadra kill dành cho Zeus với con giày này. Này đúng là kiểu bắt nạt người già luôn các bạn. Chuẩn bị lao chú bột. Trụ một dành cho ở map ARAM dành cho các thành viên của T1 rồi. Và thậm chí là Kyria đang trồn dùng cái hành trình kỳ diệu rút lui về, giật bắn đến từ YOC cố gắng để có thể bảo kê dành cho Orianna của Roach nhưng không được. Kyria có một lần vẫn chưa nằm xuống luôn à. Rồi cuối cùng đã đi rồi. Nào Honor tiếp tục air flat rất nhanh, quẩy giữa 4 người 5 người đối phương và nằm xuống với mạng cho Bang. Sau cú cấp 3 đúng không, ARAM này thì sẽ không có cấp 1, không mua đồ thì Bang về nhà quất hai mảnh của một cái súng hải tặc. Bắt đầu có những cái pha bấm B về nhà để khoe trang phục và Antara lao vào với phân chia thiên hạ. Rồi phân chia tiếng cười rồi. Mạng hạ gục đầu tiên ván đấu này dành cho Roach. Blank có bàn tay co giãn rồi, cảm nhận rằng là đúng là kiểu Marine, chỉ có một mình Marine chơi game thôi. Chung là ở trong cái team này thì Marine và phần nào là Bang là những người giữ tay được, tại vì họ vẫn đánh xếp hạng đơn. Marine thì vẫn thách đấu hàn. Còn Bang thì cao thủ đại cao thủ. Còn người thanh niên kiểu Antara, Blank các thứ thì ra cũng có thi đấu đấy nhưng mà không ấn tượng lắm. Nét vẽ chọc vào sau một pha này đến từ Blank. Nhưng con Giang này lao vào với pha viên đạn thứ 3 rất chất lượng của Bang. Pha đổi mạng của Honor đến ngăn sân khấu. 2 đổi 2 rồi. Đang rất hấp dẫn đến từ cái map đấu ARAM này mà tỷ số về điểm hạ gục đang là 11-8 nghiêng về các thành viên của T1. Rớt đang là người xanh nhất với hình như là 6 mạng thì phải. Lại là lao vào đến từ Blank rồi. Bàn tay co giãn kéo ngược vị trí của Uma Yoshi về. Nhưng Uma bật tốc hành bên này, Honor lại bay vào quẩy rồi. Honor liên tục có những pha hạ đổi mạng đối phương với con Lee Sin sát thủ. Kyria hạ gục thành công được Azir của Antara. Marine bật thần cá sấu rút lui với tốc biến. Đặt cầu xuống nhưng mà không có lệnh sau gầm và tiếp tục sẽ là một cái trụ một ở map đấu này dành cho T1.
Atara đang hơi fit nhờ, nằm xuống với 3 lần rồi. Giác của Blank thì không nói làm gì tại vì nó lao vào. Việc nằm xuống là dễ hiểu thôi, nhưng mà Antara đánh con Azir chết hơi nhiều nha. Chết hơi nhiều. Rất vẫn đang có những pha bắn cầu sớm rất chất lượng nha. Và trông cái hoạt ảnh cầu sớm trông nó khó nhìn thực sự luôn ấy. Đây là chúng ta qua một cái màn hình khác rồi mà chúng ta vẫn cảm giác là cái độ khó nhìn. Và Antara lại bay vào rồi, nhưng mà cái gì đấy? Hài ác đến từ Antara. Và đó là điểm vào gục với cú double kill cho Zeus của Zeus. Mạng còn lại cho Lee Sin của Honor và Blank bị kẹt lại rồi, chắc chắn là cũng đi luôn. Điểm mà cũng được nhường cho Zin của Kubayushi. Có hưng phấn bắn tiếp vào bang thôi. Một cú quét 4 người thì có T1, họ mất một mình rớt. Nhưng đó là đã là sát thứ 9 dành cho em của T1 rồi. Honor thì vẫn đang cần trôn 1-2-3. Sọc chân cute ác ạ. Nào, tốc biến đắp nộ và Marine có được điểm hạng hục đã bảo rồi mà. Một mình chơi game Keria làm gì đấy, vào nhà đối phương múa. Keria trôn rồi các bạn ơi, thiên mệnh khả biến đóng hóa vàng với con rác và không tự sát được rồi, mang cho rác. Quyết tâm không cho anh Bang ăn mạng mà. Còn rớt thì sao đây, dính nét vẽ rồi, trong sân khấu vào đi luôn. Là nằm số thứ 3 đến từ vị trí của rớt, cú double kill dành cho Bang. Triple kill không? Không có triple kill rồi mà còn lại dành cho rác. Nhưng đó là cú quét 4 người ngược trở lại dành cho T1 Legend aka SKT. Rất hoài niệm với những cái skin vô địch của SKT ở giai đoạn trước và T1 ở thời điểm này. Hai thế hệ của T1 hơi đáng tiếc là không có anh già. Anh già đang bị Covid các bạn ạ. Nào Antara, vừa rồi ăn quả tên lửa là đạo siêu khủng khiếp, bắn từ nhà ra thì phải vào tên lửa. Bùm. Tên lửa Azir, trúng Azir của Antara và lần nằm xuống thứ 5 đến từ Antara rồi. Black làm gì đấy? Đi tiếp luôn mạng cho Keria với bát. Keria liên tục đào hầm vào nhà của đối phương để trêu à. Một cú quy rất chất lượng với một con bát lên theo kiểu sức mạnh pháp thuật, nhưng mà là viên đạn thứ tư đến từ bang. Này thì đào hầm. Tặng ngay cho Keria một viên đạn vào đầu. Honor đang đánh một con Lee Sin sát thủ nhưng nãy giờ liên tục đổi mạng luôn. Giờ đang là người xanh nhất với 9 điểm hạ gục. Kumayoshi thì có mới có 3 mạng thôi và mới có được cho mình một cái vô cực thêm một song kiếm nữa. Cầu sống không thành công đấy từ giờ ép trụ liên tục. Nhưng nhìn chung là bên phía của team 2 thì họ sẽ mạnh ở con Zyra với con Jin với con Azir đều là những con khá là mạnh ở map này. Còn T1 thì thực ra cái đội hình này cũng khá là mạnh ở Aram ấy. Map Aram là đội hình khá mạnh, ngoại trừ Lee Sin thì hơi khó chơi. Nào lại là phân chia tiếng cười đến từ Antara 3 lần liên tục rồi. Dây có được điểm solo kill của Zyra trong tay Pumandu và hóa vàng thành công đến từ Keria để cứu đồng đội. Honor hộ thể rút lui về. Dẫn bắn thành công, Jin của bang nằm xuống, có hưng phấn đến từ Kubayushi. Nhưng mà Guma bắn được không? Guma đi rồi. Guma nằm xuống với mạng dành cho Antara và cố gắng này có thể dãy giụa đến từ Antara thì nằm xuống với điểm vào cùng dành cho Honor. Kích nguyệt đào tiếp tục hút máu lại. Chiều đối phương vẫn không nằm luôn mà lấy nội tại của Blank. Cuối cùng đã nằm xuống với chiêu cuối của Pumandu, đó là Orianna của Rốt. Nhưng Honor vẫn sống và tiếp tục là sóng ngầm vội, cước chồng vào, độ lóc cước dứt điểm. Rớt và Honor phối hợp với nhau. Trong nhà thì Bang với Keria tiếp tục múa. Tiếp tục có những cái pha múa tới từ Keria với con bát này. Rất nhảy, rất lầy. Chỉ thiên lôi phạt. Rồi Rớt có được điểm hạ gục thứ 12. Rớt đang farm mạng à? Farm những người anh. Farm mấy ông già. Trời ơi, ăn giật bắn, ăn tên lửa đến khi nằm xuống luôn rồi. Cố gắng bay vào đến từ Arara, đóng một cái đồng hồ câu giờ. Nhưng ăn một phát giật bắn thảm mình, phải tốc biến. Bên này thì Keria lại đi vào nhà đối phương trên. Đúng trôn luôn. Đúng trôn luôn con bát này. Rớt có được sao thứ 13 rồi. Quá mạnh đến từ con dây, 2 đồ rưỡi. Tính cả cái kiếm vệ quân nữa. Nào, rồi Antara chết mạng thứ 7 rồi. Đánh này sao không bảo không bị đồng đội nhìn. Rớt lôi phạt ra vẫn nằm xuống với mạng dành cho Zyra của Pumando. Marine đang bị bắn bởi Umayoshi nhưng mà sát thương đã hết khi mà đứng dưới chân trụ rồi. Người xanh nhất đến từ team T1 Legend đang là Bang với kia đây là 839. Rồi lại ăn 6 cơm vui ảnh cướp và Marine lên bảng điểm số. Marine đang là người xanh thứ hai với 6 xác và 9 hỗ trợ. Bên phía bên này thì Rớt đang mạnh quá rồi. Thơm phục hận ở trang bị thứ 3 với một cái gậy hung ác dành cho em bút của T1. Blank bay vào, súng cao su không trúng ai cả, bàn tay có dáng kéo hai người về. Và đây là tình huống đẩy về thành công.
Cuối cùng thì Konazia đã có được tác dụng và đó là cú double kill dành cho Antara. Sự phối hợp đến từ Asia SKT và Zack SKT. Đây là Zack SKT 2016 còn Asia 2015, nhưng đó là cú double kill dành cho Zeus. Tiếp tục là Chỉ Thiên lôi phạt cầu sớm dứt điểm thành công với triple kill. Phó qua Rapenta gì hay không đây? Thêm một quả cầu sớm nữa nhưng lần này thì không trúng rồi. Chỉ là triple kill dành cho Zeus mà thôi. 17 xác với con dây này rồi, quá mạnh. Sân khấu làm gì đây? Bắn vào Zing, bắn tiếp vào Oriana, viên thứ 3, viên thứ 4 không thành công rồi. Trông Honor nhảy khó chịu ác. Cầu sống rất đau nhá. Cầu sống tầm này là siêu đau, nâng kiếm thần nâng cấp với thần kiếm của Ramana rồi. Nãy giờ Honor và Kyria đang liên tục nhảy, lại là những cú control 3 đến từ Honor để gọi là có cái động tác xoạc chân. Tác rất là mới của Lee Sin này nhá. Honor đang muốn khoe cái động tác này. Hoạt ảnh rất là thú vị đến từ Lee Sin, có thể gọi là võ sư này của Honor. Với cái skin vô địch 2023 của anh ta nào có giật bắn có được cho mình và pha gắn cầu tuyết vào, nhưng lại là thiên mệnh khả biến. Rất con cá sấu của Marin cứ bay vào thì ăn thiên mệnh thôi, đẩy hai người về tốt đến từ Adora nhưng chẳng có ai hứng cả. Triple kill dành cho Guma Yushi, đổi mạng thành công. Đó là cú quát ra dành cho Guma. Honor lại đứng nhảy rồi. Cú té ác ạ. À. Cái hoạt ảnh cái hay mà các bạn. Lee Sin xoạc chân. Đúng tinh thần võ sư luôn đấy. Nào, Nguyệt Đao hút máu ngược lại. Nguyệt Đao có tạo giáp ảo chứ. Đánh tay liên tục với tình huống W nhưng mà không đủ rồi. 2 đánh 1 quá khó. Oriana của Rô tự sát thành công kìa. Kyria đào hầm rút lui. Rớt đứng rình. Full combo vào Marin thì hơi khó để đủ đam. Vẫn phải combo thôi nào. Ăn thiên mệnh, Kyria trốn à. Kyria trốn rớt rồi. Rớt đi. Kyria nãy giờ rất trốn nhưng lại đào hầm vào nhà đối phương trêu rồi. Quy trêu em, trêu anh Marin. Trêu anh Marin rồi nhưng anh Marin cầu tuyết trúng, anh Marin quay vào quẩy. Này thì trêu. Rất trốn đến từ con bát này của Kyria nha, nhưng mà cũng đã có hai đồ lớn rồi. Một cái súng Luden và thêm một cái kiếm tay ương nữa, sát thương tay cũng là khá nhiều. Cầu tuyết gắn trúng, Umayoshi rút lui về. Blank lao theo có súng cao su. Sát thương là hơi thiếu và mạng cho Lee Sin của Honor. Đánh nhau hơi nhiều quá. Nào Atara bay vào phần chiến hạ đẩy hai người tốt rồi. Atara có liên tục những pha phần chiến hạ tốt sau những pha Surima sắp phù vào mắt của tôi. Và đó là mạng shutdown của Mayushi đến từ Antara. Cú nụ long cước đá ra sau con vội cước vào Honor có một mạng nhưng lại là thiên mệnh khảo biến. KS hai mạng đến từ Kyria. Thề luôn con bạn lột trồn, nó còn KS nữa cơ. Mạng còn lại dành cho Lee Sin của Honor. Cú double kill dành cho bộ đôi rừng và hỗ trợ của T1. Hai cú double luôn. Lách súng cao su, kích nguyệt đào, cắn sáu gâm trúng, vội cước vào, sát thương rất nhiều. Một Blank đang bị đá, đi. Anh Blank này đi rồi. Không súng cao su làm gì đấy, gắn sóng gâm vào rồi mà bóc nội tại thôi. Chắc là một pha bóc nội tại đến từ vị trí của Honor. Lại gắn sóng gâm vào nhưng mà con rác này nó hồi sinh, con này này hồi phục rất nhiều. Ăn được cái trụ rồi. Gắn cầu, rút lui về. Marin quẩy, bên này thì Kyria lại nằm xuống với mạng cho bang rồi. Rất nhiều điểm hạ gục, pha bắn cầu sấm lọt khe đến từ Zeus. Chưa gì xảy ra cả nhưng mà đang hơi hỗn loạn rồi, 4-5. 4-5. Bắn quả cầu sớm hai người đau. Rớt 3 đồ rưỡi rồi anh em ơi, bảo sao nó bắn quả cầu sớm lên cứ nửa cây một cũng vẫn đu thôi. Bay vào rồi, nhưng lại làm gì đâu, lôi phạt Chỉ Thiên nhưng rớt bị bay về với một pha phân chiến hạ tốt của Antara. Cố gắng bảo kê nhưng Guma có một pha double kill để anh ta kích hưng phấn. Giật bắn vào rồi không trúng. Lẹt vẽ thì trúng đến từ bang. Trông thêm chói vào. Marin bay vào quẩy đắp nổ kích móng booster egg. Và dí theo Guma Yushi, liệu có điểm hạ gục hay không? Đây Guma có mạng có luôn cho mình hưng phấn. Nhưng điểm hạ gục đã có dành cho Marin rồi. Thiên mệnh khả biến cố gắng câu giờ. Nhưng bang tránh được thiên mệnh và anh ta lên bảng. Thì sao anh ta đưa vị trí của bát trong tay Kyria lên bảng đêm số với cú double kill cho Marin. Bang tránh được thiên mệnh khả biến. Bật sân khấu ngược luôn. Ăn mừng.
Nào rớt. Mất cái trụ rồi. Tốc biến theo vị trí của Bang. Honor ăn mạng, rớt ăn một mạng. Rồi, các anh già SKT ít nhất là cũng lấy được cái trụ của mấy em trẻ T1 rồi. Cầu sớm rất đau đến từ rớt. Một pha chỉ thiên không có nội tại của Blank lên bảng luôn. Rớt lách lách cầu sớm, bắn cầu sớm. Rồi, chúng ta đã ở phút thứ 16 và nhà của T1 Legend thì chuẩn bị thành sân bay với thêm một nhà lính nữa. Lại là pha cầu sớm chuẩn xác. Bản này là ván đấu mà Antara mua đồ cảm giác là hơi nhiều máu với hơi nhiều giáp. Mua gì Asia Rely à? Đồng hồ Rely đồ 2 đồ 3 lấy được Rotterdam. Nào Mari lại bay vào rồi nhưng lên bảng với điểm hạ gục dành cho Zeus. Tiếp tục là Blank ăn một pha chỉ thiên dính luôn cho mình nét vé đến từ vị trí của Zeus và Zeus lên bảng điểm số. CC rất nhiều nha. Độ long cước sóng âm. Vũ ảnh cước vào đến từ Honor, hộ thể rút lui nhưng ăn phân chia thiên hạ vẫn có mạng dành cho Keria. Và mạng còn lại dành cho Honor với cú sóng âm vũ ảnh cước tiếp theo. Bang là người sống sót duy nhất trong phần đội hình của SKT và đang là một tình huống bật sân khấu để bắn vào Honor hơi nhờn rồi. Honor hơi nhờn. Honor hơi nhờn. Sóng âm vào không? Vào chứ nhở? Vào chứ, gắn cầu vào thôi. Rồi hút máu nhiều quá. Và đó là một điểm vào cục dành cho Honor. Nhưng trộn Keria, trộn với thiên mệnh cả biến. Tôi Marine ăn cái mạng này rồi. Để luôn report con bát này cái. Trộn quá các bạn ơi. Vẫn tiếp tục thả diều với kiếm tay gương nhanh Nasor. Và sát thương đến từ cái súng Luden nữa. Blank bay vào. Này luôn. Rớt vào Gubayoshi đang thả diều. Cầu sớm thành công, Bumandu lấy nửa cây máu đến từ rớt. Mạng đầu tiên có dành cho rớt, mạng thứ hai có với cú double kill. Và Blank cùng với Antara chắc chắn lên bảng điểm số rồi. Mạng thứ ba với cú triple kill dành cho rớt. Tham mình cầu sớm với quad rack kill và xin cái pen nào. Xin cái pen cho em rớt. Xin cái pen cho em rớt. Bắn cầu sớm, rồi. Anh Bang, cho em xin cái penta. Bết lùi phạt đẩy ra một cầu sớm dứt điểm và penta kill dành cho em Zeus với con dây skin vô địch thế giới 2023 của T1. Và đây sẽ là pha cái liêu ban đầu. Cái liêu không? Ôi, lại trôn rồi. Gumayoshi thoát được khoa khỏi cái đường hầm thì bị Marine cào chết. Zeus bật cổng ra tốc chạy, bên này thì Keria vẫn đang đứng trêu Antara. Zeus bị kéo lại bàn tay co giãn, Zeus đi luôn ba xác dành cho các thành viên bên phía của SKT và Marine vẫn đang quẩy. Nhưng Honor thì rất nhiều sát thương và con Lee Sin lên theo kiểu sát thủ này. Kích nguyệt đào hụt máu rất nhiều đến từ Honor với cú double kill cân 4 luôn à. Sau khi vừa rồi chỉ trúng lính thôi chứ trúng vào Pumandu thì khả năng cao là cân 4 được ấy các bạn ạ. Nhưng bang tới rồi, một viên. Và sạch không chính thức dành cho T1 Legend. Chưa end game được các bạn ạ. Hơi nhây rồi. Kịch bản vào là end game hơi sớm em ơi. Đánh sâu mắt rồi end game sớm quá. Cứ phải chiêu chiêu tí đã rốt lách hết được 4 viên sân khấu của bạc. Nào lách được tiếp hay không? Đây ăn này của Blank rồi. Nhưng có Uma Yoshi. Uma tầm này bắn thì cũng là rất đau với 4 đồ lớn. Blank đi rồi. Mất nội tại và chắc chắn là bị bóc nội tại. Cầu sớm tốt đến từ rớt. Gắn cầu sớm nhưng pha vừa rồi gắn bông tuyết chứ. Gắn cái cầu tuyết nhưng mà pha vừa rồi không thành công. Cầu sớm nửa cây. Giờ tầm này phun đồ bắn cầu sớm siêu đau luôn. Nguyệt Quế cao ngạo ở trang bị cuối. Nhấn cái cổng. Nhấn cái hành trình kỳ diệu đấy. Đến từ ba thành viên của T1. Giờ làm gì đây? Giờ chạy được lôi phạt. Xoáy hai tốt. Antara lại tốc biến chiêu cuối. Keria backdoor. Chơi toàn trôn xong rồi backdoor kỳ ác ạ. Nhưng mà không cho phép Keria backdoor. Nét vét thành công, tốc biến qua khỏi tiền mạch. Có súng cao su viên thứ tư tốt đến từ 3. Không chỉ là viên thứ 3 thôi. Và đó là điểm hạ gục dành cho cựu xạ thủ của SKT. Blank cố gắng để có thể gỡ gạc lại mạng khi mà điểm hạ gục đã có dành cho Green Zoom cũ của SKT. Rớt lên bảng đếm số nhưng vẫn là quét sạch. Và đây sẽ là chiến thắng dành cho T1 với pha end game của Gumayoshi và Roach. Rất vui. Đánh nhau rất mãn nhãn. Show off rất nhiều thứ đến từ T1 skin. Vui ác ạ.
MC bảo là ngồi yên tại chỗ. Mấy ông T1 kiểu quen với cái kiểu là đánh xong là phải ra bắt tay đối thủ. Ông nào ông đấy cũng đứng dậy à. Tếu ác. Tếu ác. Cho đội T1 Legend, cho đội già ra chào trước đã, đội trẻ chào sau, có cần phải bắt tay đâu. Đây là 5 thành viên của T1 Legend, aka SKT ở giai đoạn trước, với Marine từ bên trái qua là Marine, Blank, Antara, Bang và Pumandu. Rất là tiếc là sẽ không có sự có mặt của Easy Hun và Picklit, những người còn lại trong đội hình của T1. Và rất là cảm ơn anh em đã theo dõi cái showcase phần chơi ARAM của T1 và T1 Legend. Hẹn gặp lại anh em ở trong các clip khác của Sama nha. Bye bye anh em.